Cuối giờ chiều nay, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết có buổi tiếp ông Jimmy Tor Yong Lang, Giám đốc điều hành Hiệp hội Nhân dân Singapore và đoàn công tác sang thăm và làm việc tại thành phố Đà Nẵng. Cùng dự có Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng. Tại buổi tiếp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết gửi lời chào mừng đến đoàn đại biểu cấp cao Hiệp hội Nhân dân Singapore, đồng thời bày tỏ vui mừng khi quan hệ hợp tác giữa thành phố Đà Nẵng và Singapore thời gian qua tiếp tục đi vào chiều sâu và gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy mong muốn thời gian đến, hai bên sẽ tiếp tục khôi phục và tăng thêm các đường bay trực tiếp để thúc đẩy du lịch, dịch vụ, cũng như thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực khác như công nghệ cao, logistics, tăng cường giao lưu nhân dân, góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Việt Nam nói chung, thành phố Đà Nẵng nói riêng và Singapore. Ông Jimmy Tor Yong Lang, Giám đốc điều hành Hiệp hội Nhân dân Singapore, đánh giá cao sự phát triển của thành phố Đà Nẵng và Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, cũng như thông tin thêm về một số nét nổi bật của Hiệp hội Nhân dân Singapore. Ông Jimmy Tor Yong Lang cho rằng, Đà Nẵng và Singapore có nhiều nét tương đồng trên một số khía cạnh phát triển. Vì vậy, quan hệ hợp tác giữa hai bên thời gian đến sẽ rất giàu tiềm năng và kỳ vọng gặt hái thêm nhiều thành công.